Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 47. Ở cuối tập trước, sau khi vận ra đấu khí, không có cảm giác được có gì không ổn. Đem đấu khí rót xương người roi, cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Vung vẩy, nhưng ở vung vẩy hỏi, Tiêu Viêm lại không cảm giác được uy lực của nó so sánh trước kia có gì tăng lên. Không thể nào, lại vung vẩy, lấy roi thi triển ra một cái xích pháp đấu kỹ. Có thể nên uy lực gì vẫn là uy lực gì, Tiêu Viêm vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chẳng lẽ chỉ là cái trang trí? Tiêu Viêm có chút buồn bực, khẩn trương mong đợi lâu như vậy. Phí đi nhiều như vậy, 6 sao 7 sao ma thú máu cùng thi thể để căn này, huyết sắc xương cuộc sống hấp thu đủ năng lượng. Kết quả nó cũng không phải là bảo vật gì, chỉ là một cái giả bố phẩm mà thôi, hắn có thể không úp cùng. Vật phẩm trang sức liền vật phẩm trang sức đi, Tốt Tịch đem thanh mặt nhi trường tiên trang trí được càng đẹp mắt càng có sắc khí. Dù sao cũng so một cây không dùng được tử vật tốt, chỉ cần Mục Nhi thích liền tốt. Tiêu Viêm như là an ủi chính mình, Thiên Hỏa trên mặt thay đổi tiếu dung, muốn đi trở về đem huyết cốt nhất trưởng roi giao cho Thanh Mục Nhi. Có thể Thiên Hỏa vừa mới rút lui, Tiêu Viêm liền bỗng cảm giác trong tay roi chui dâng lên một cỗ huyết sát chi khí. Cỗ này huyết sát chi khí còn ý đồ thuận theo hắn, lòng bàn tay kinh mạch xông vào trong cơ thể hắn. Tiêu Viêm bận bịu điều động Thiên Hỏa đem máu sẽ thực chi khí ngăn chặn, đi trở về đi nói với Thanh Mục Nhi. Mục Nhi, đầu này cốt tiên ngươi không thể dùng. Chẳng những uy lực không có nửa điểm tăng lên, ngược lại ẩn chứa một cỗ huyết sát chi khí, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Không thể dùng. Cái kia thanh mặt nhi trường tiên làm sao bây giờ? Mình không phải bồi đi vào rồi. Lần này là lỗ vốn thua thiệt đến nhà. Mà lại, Thanh Mộc Nhi không có vũ khí, chiến lực không phải muốn giảm bớt đi nhiều. Mọi người trợn tròn mắt. Thanh Mộc Nhi nghe Tiêu Viêm nói nàng không thể dùng đầu này, cốt tiên lúc đầu tiên là kinh ngạc. Lại vì cốt tiên ẩn chứa một cỗ huyết sát chi khí lúc, lập tức mắt hiện vui mừng cực kỳ. Các ngươi biết huyết ma bộ tộc vì cái gì gọi huyết ma bộ tộc? Là bởi vì tu luyện công pháp gọi huyết ma đại pháp. Huyết sát chi khí đối với người khác có hại, đối với ta lại là vật đại bổ. Nói, Thanh Mộc Nhi từ trong tay Tiêu Viêm lấy ra huyết cốt trường tiên, đấu khí vận chuyển trường tiên diệu phát ra huyết sắc hồng mang. Một roi vung ra, theo một tiếng vang giòn, huyết sắc quang mang hoành không quét đến không gian lại đều có mơ hồ chấn động. Uy lực mạnh hơn trước đó gần hai thành, mọi người hít vào lấy hơi lạnh, đều mừng thay cho Thanh Mạt Nhi. Cao hứng nhất đương nhiên là Thanh Mộc Nhi, nàng yêu thích không buông tay vuốt vuốt huyết cốt trường tiên. Đắm chìm trong đối với huyết cốt trường tiên yêu thích bên trong. Thanh Mạt Nhi bình thường ham chơi, không có tận lãm trong tộc tàng thư. Kỳ thật, huyết ma bộ tộc một bản tộc giấu trong sách xưa, liền có một đoạn liên quan tới này huyết sắc, xương cuộc sống kỹ càng ghi chép một tại viễn cổ hạo kiếp trước đó. Huyết ma bộ tộc từng đi ra một cái tại đấu đế đại lục nổi tiếng nhất vũ khí đại sư, tên là Rõ Ràng. Hắn sở dĩ tại vũ khí đại sư bên trong nổi tiếng nhất, cũng không phải là tên của hắn rất đặc biệt. Cũng không phải hắn chế tác vũ khí kỹ thuật nhất là tinh xảo, mà là hắn đối với chế tác vũ khí các loại vật liệu nghiên cứu sâu nhất. Có thể tùy từng người mà khác nhau cho ra vật liệu lựa chọn đề nghị, lấy chế tác thích hợp nhất người này sử dụng vũ khí. Cho nên nhận rộng khắp thích, thanh danh lan xa. Một lần, Rõ Ràng tại đi dạo lớn nhất phiên chợ lúc lưu ý đến một bộ cửu tinh ma một bộ thi thể. Gây nên hắn lưu ý, cũng không phải là ma thú cấp bậc tại không thiếu cửu tinh đấu đế lúc ấy, cửu tinh thi thể của ma thú dù cũng khó gặp, nhưng ngẫu nhiên tại đấu giá hội hoặc phiên chợ bên trên cũng thường có xuất hiện. Mà là kia là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua cũng ngửi qua quái chim. Nó giống như gió, hình thể thái mạo có thể nói cực kỳ giống gió, không có phượng hoàng cái kia một thân hoa mỹ lông vũ, mà là toàn thân lông vũ đen, quan cao quý cùng cương dương, mặt là lộ ra âm tà chi khí. Là một vị vũ khí đại sư, dù không dám nói gì dạng ma thú đều gặp, nhưng trên cơ bản cái kia nghe thấy qua. Hắn tò mò ngừng chân, nhìn kỹ lên vậy chỉ trách chim thi thể tới. Hắn hỏi người bán, người bán cũng không biết này quái chim là cái gì ma thú. Hắn lại cùng giá cả kỳ cao, so cửu tinh ma thú thi thể bình thường giá cả cao dòng dã 5 tin. Gấp 5 lần giá cao, bán đi đâu? Khó trách như thế một cái cửu tinh quái chim thi thể còn không có, nhưng Rõ Ràng không có trả giá, lập tức mua xuống. Cứ việc Rõ Ràng rất có tiền, một nổi tiếng nhất vũ khí đại sư có thể không có tiền. Nếu như vẻn vẹn thật kỳ quái chim chủng loại, hắn lớn nhưng làm quái chim bộ dáng. Cùng đặc thù miêu tả cho kiến thức rộng rãi bác nghe ngóng người là được, tuyệt sẽ không hoa gấp 5 lần giá cao uổng tiền mua xuống quái chim thi thể. Hắn sở dĩ không trả giá liền mua xuống là bởi vì hắn tại xúc tu quái chim thi thể lúc cảm nhận được một cỗ cực mạnh huyết sát chi khí. Bởi vì huyết ma bộ tộc chỗ tu luyện công pháp nguyên nhân, huyết ma bộ tộc sử dụng vũ khí chế tác vật liệu bên trong ẩn chứa càng nhiều càng mạnh huyết sát chi khí càng tốt. Cái này quái chim chết còn có huyết sát chi khí, còn mạnh như vậy, Rõ Ràng trong lòng mừng rỡ, lập tức chạy trở về đem quái chim thi thể giúp cho giải phẫu, lấy ra ẩn chứa cực mạnh huyết sát chi khí xương cột sống. Rõ Ràng cho căn này xương cột sống đặt tên là huyết sát chi cốt.
một cây xương sống lưng có thể chế thành vũ khí gì đâu. Chỉ có thể là roi. Muốn đem chế tác thành roi, Lam cần trước đem luyện chế được mềm dẻo. Thế nhưng là, cái này quái chim chính là gì? Đúng vậy, muốn luyện chế cột sống của nó xương. Phối chế luyện cốt dịch 5 loại ma thú huyết cũng cần là cửu tinh mới có thể. Rõ ràng không có cửu tinh kim lân xà, mộc da con rết, nước độc trường, trái dực ưng, thổ dây leo dẫn 5 loại ma thú huyết dịch, liền đi hướng ma hoàng xin giúp đỡ hai. Cảm thụ huyết sát chi cốt bên trong ẩn chứa cực mạnh huyết sát chi khí, ma hoàng vui mừng không thôi nhị kinh qua tường hỏi. Ma hoàng nói cho rõ ràng, loại này ma thú hắn biết, nhưng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là nghe nói. Nó gọi hủ cốt quỷ phượng, chính là phượng hoàng cùng mục nát cốt nhục thú sở sinh dị chủng, vốn là cực kỳ thưa thớt. Thêm nữa phong hoàng bộ tộc, bởi vì bại phôi phong hoàng bộ tộc thanh danh, mà tại toàn bộ đại lục đối nó truy hệ, sinh tồn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, gần như diệt tuyệt. Ma hoàng còn thẳng thán, cái này hủ cốt quỷ phượng có thể tránh thoát phong hoàng bộ tộc truy sát trưởng thành đến cửu tinh, có thể nói là tuyệt nguyên chỉ có, kết quả vẫn là chết tại nhân loại trong tay, thật sự là đáng tiếc. Đồng thời lại vì không thể chính mắt thấy được cái này cửu tinh hủ cốt quỷ phượng thi thể rất là tiếc nuối. Luyện cốt dịch phải do luyện dược sư phối chế. Cửu phẩm luyện dược sư ma hoàng từ trong nạp giới lấy ra cửu tinh kim lân xà, mộc da con rết, nước độc trương, trái dực ưng, thổ dây leo dẫn huyết dịch, lại dựa vào một chút cái khác dược liệu chế biến ra luyện cốt dịch. Nhưng mà vừa đem huyết sát chi cốt bỏ vào luyện cốt dịch bên trong, rõ ràng còn chưa tế ra sách. Lửa đâu, một đại đỉnh luyện cốt dịch thế mà mắt thấy bắt đầu biến ít, cuối cùng dĩ nhiên điểm thương không dư thừa, chỉ có đã trở nên đỏ như máu tha thiết huyết sát chi cốt lẳng lặng cao tại nam rút bên trong. Nó thế mà như có linh giống như muốn hấp thu ma thú huyết dịch, rõ ràng cùng ma hoàng kinh dị không thôi. Ngược lại muốn xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu ma thú huyết, về sau lại sẽ thay đổi thành có bộ dáng nào. Ma hoàng từ nạp thành bên trong thành dùng lấy ra chứa cửu tinh ma thú máu bình ép ở trong đỉnh ngược lại, rốt cục trong đỉnh ma thú máu không nữa giảm bớt, có thể trong đỉnh cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nghi ngờ chậm đợi thật lâu, trong đỉnh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ma hoàng trương trưởng đối với trong đỉnh cách không thu lấy đem ma huyết nhiếp ra, chỉ thấy huyết sát chi cốt còn giống như trước đó lẳng lặng nằm ở trong đỉnh, chỉ là tha thiết huyết hồng đã ướt át. Từ trong đỉnh cầm huyết sát chi cốt, Lam có thể cảm nhận được ẩn chứa huyết sát chi khí so sánh với trước càng nhiều càng mạnh. Ma hoàng không khỏi thương tiếc thán, đáng tiếc là cây xương cột sống chỉ có thể làm thành roi, nếu là làm một bộ cánh dùng phòng khung xương tốt biết bao nhiêu à. Ma hoàng chỗ làm binh khí chính là một thanh cây quạt, nan quạt từ một bộ cánh phượng khung xương luyện chế mà thành. Mặt quạt từ tần bạo đầu hổ sư ra kéo căng thành, dù cũng ẩn chứa có huyết sát chi khí, nhưng nào có huyết sát chi cốt ẩn chứa huyết sát chi khí nhiều lại mạnh. Ma hoàng một bên thương tiếc thán còn vừa lấy ra hắn cánh phượng phiến. Không nghĩ tới, lại phát sinh khiến ma hoàng cùng rõ ràng kinh ngạc một màn. Huyết sát chi cốt bỗng nhiên quấn lên ma hoàng cánh phượng phiến, lập tức nứt tản ra đem cánh phượng phiến trong bọc, đem cánh phượng biến thành một thanh huyết cốt phiến. Ma hoàng nhìn xem đem biến thành huyết cốt phiến cánh phượng phiến cầm ở trong tay, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Thẳng đến rõ ràng nhắc nhở, ma hoàng mới dùng huyết cốt phiến thi triển một cái nhỏ đấu kỹ thử một chút. Uy lực của nó dĩ nhiên tăng lên gần 5 thành, tăng lên gần 5 thành uy lực. Đó là cái gì khái niệm, là lấy tại cùng cấp bậc bên trong phảng phất xem quần hùng. Ma hoàng cùng rõ ràng đều kinh hỉ như tại. Không thể nghi ngờ, huyết sát chi cốt chính là tăng lên hoặc chế tác huyết ma bộ tộc. Chỗ làm vũ khí tốt nhất vật liệu chỉ cần để hấp thu đầy đủ năng lượng, lại đem gân ra luyện chế thành vũ khí kề nó. Nó liền có thể tự hành nứt tản ra đem vũ khí trong bọc, mà trở thành một thanh có thể để cho huyết ma bộ tộc sử dụng uy lực, tăng lên mấy thành mới huyết cốt vũ khí. Ma hoàng lập tức hạ lệnh, mệnh toàn ma tộc không tình đại giới đi thu mua hủ cốt quỷ phượng thi thể. Nặng nhưng mà, lấy lúc ấy ma tộc cường đại, cũng chỉ vơ vét đến một bộ 5 sao hủ cốt quỷ phượng thi thể. Ma hoàng đem cái này 5 sao hủ cốt quỷ phượng xương cột sống cho chồng người cải tạo vũ khí, chỉ là cải tạo ra vũ khí chỉ đề thăng rất ít uy lực. Xem ra dùng huyết sát chi cốt cải tạo vũ khí, uy lực của nó tăng lên biên độ cùng hủ cốt quỷ phượng cấp bậc tương quan. Hôm nay thanh mặt nhi tại đạo xa trong bảo khố có thể thu được căn này huyết sát chi cốt, cũng tại đánh bậy đánh bạ bên trong roi cùng huyết sát chi cốt kết hợp thành huyết cốt trường tiên, thực sự là nàng lớn lao phúc duyên. Tuy nói cái này hủ cốt quỷ phượng chỉ là chuẩn 8 sao, thanh mặt nhi trường tiên biến thành huyết cốt trường tiên sau uy lực chỉ đề thăng gần 2 thành, xa không bằng lão ma hoàng huyết cốt cánh phượng phiến uy lực tăng lên gần 5 thành, nhưng thanh mặt nhi thực lực vẫn là vì vậy mà mãnh cái trước bậc thềm. Nhất là tại hủ cốt quỷ phượng sớm đã diệt tuyệt, hiện nay nàng đầu này huyết cốt trường tiên càng thêm đầy đủ chân quý, đủ có thể tiện sát huyết ma bộ tộc mỗi người, mà tại huyết ma bộ tộc bên trong bị coi là thánh phẩm vũ khí. Mọi người tiếp tục hướng phía đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Có thể trên đường đi mọi người cũng chưa gặp lại cái gì cường đại ma thú, ngẫu nhiên mấy cái dám hiện thân ra,
không phải 7 sao sơ kỳ chính là 7 sao trung kỳ. Kết quả, đều bị Thanh Mặt Nhi vui vẻ lấy ra quen thuộc vũ khí mới. Mọi người đã có dự cảm, mảnh này đầm lầy sợ là thăm dò được không sai biệt lắm. Quả nhiên, theo càng lúc càng thâm nhập, mọi người lại thấy được cái kia hai khối rằng co cự thạch. Xe nhẹ đường quen, mọi người bước lên cấp thứ 3 ngọc thạch bậc thềm. Đợi thời không biến ảo cảm giác khó chịu tán đi, mọi người huyền lập tại một mảnh rộng lớn đen nhánh phía trên. Nếu như không phải khoảng cách gần huyền lập, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng dưới chân là mênh mông mặt nước. Đen nhánh giữa mô hình, nhiều giống như dầu, thỉnh thoảng bốc lên phảng phất sôi lấy ngâm, bị trên không nồng vụ bao phủ, nào giống mặt nước. Nghiễm nhiên là một mảnh to lớn thiên nhiên mỏ dầu nha. Nâng mặt trời chung quanh, không có cuối cùng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tại một phương nơi xa có một vệt bóng đen. Mọi người không khỏi đếm lên lông mày, như thế một mảnh gần như không phương hướng có thể nói quỷ dị thủy vực, nên đi hướng nào đâu. Nửa ngày, linh hồn chi lực cảm ứng không có kết quả, Tiêu Viêm mới hướng nơi xa cái kia lồng bóng đen chép miệng. Chúng ta hướng bên kia đi thôi, bên kia hẳn là lục địa. Khoảng cách rất xa, đều cẩn thận một chút, vùng nước này tuyệt đối sẽ không giống chúng ta nhìn thấy bình tĩnh như vậy. Phong Bạo cười giỡn nói, bình tĩnh cũng tốt, không bình tĩnh cũng phải, dù sao chúng ta không có đường lui. Nhập ra tùy tục, Tiêu Viêm thản nhiên nói, chúng ta đi không trung đi, không trung hẳn là an toàn chút. Vọt lên trên trời hướng phương xa bay đi, xuất ra đấu khí lại phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo. Sương mù nồng nặc kia lại rất có tính ăn mòn. Mọi người bận bịu ngưng ra đấu khí vòng bảo hộ hộ thể. Tất cả mọi người là cao giai đấu đế, chút tiêu hao này ngược lại cũng không đủ thành đạo. Tiến lên bất quá mấy ngàn mét, đen nhánh mặt nước đột nhiên lật lên một đóa không nhỏ bọt nước. Rõ ràng không phải bong bóng. Mọi người cảnh giác nhìn xuống, nhưng thấy một đôi tinh hồng đồng tử từ bọt nước bên trong thoáng hiện. Lộ ra hung tàn chi sắc đuổi theo mọi người. Mọi người như lâm đại địch, lập tức làm xong đối địch chuẩn bị. Có thể tinh hồng đồng tử lại chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không dám khinh mạn, nắm chặt binh khí tại không trung lặng chờ. Có thể qua một hồi thật lâu, cặp kia tinh hồng đồng tử cũng không tiếp tục xuất hiện. Xem ra là đa nghi, có lẽ cái kia con ma thú chỉ là cảm nhận được mọi người khí tức, ra ngoài hiếu kỳ nhô ra mặt nước nhìn thoáng qua. Mọi người lỏng ra căng cứng thần kinh, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bay thẳng đến gần nghìn dặm, phương xa vệt kia bóng đen vẫn là như thế, đã không có biến lớn. Cũng không có biến rõ ràng, phảng phất mọi người một mực đang nguyên địa không nhúc nhích. Đủ thấy khoảng cách thành một chỗ thật đúng là không là bình thường xa. Bỗng nhiên, mọi người phía dưới mặt nước lại nhô ra cặp kia tinh hồng hung tàn mắt theo, nhưng lập tức lại tại một cúc bọt nước bên trong chìm xuống dưới. Mọi người thần kinh căng thẳng một chút, cách xa ngàn dặm lần nữa xuất hiện, có thể khẳng định trong nước đầu ma thú này một mực đang theo dõi lấy mọi người. Được rồi, không để ý tới nó. Mọi người tiếp tục bay về phía trước. Thế nhưng là, tựa hồ là mọi người không rảnh mà để ý mục hái để trong nước con ma thú kia đã mất đi tính nhẫn nại, hoặc là khơi dậy nó trêu chọc tâm, còn hay là kích phát nó tức giận. Nó nhô ra cặp kia tinh hồng hung tàn đồng tử trở nên thường xuyên, nhô ra lúc động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Theo cặp kia ly mắt đỏ đồng lần lượt nhô ra mặt nước, mọi người trở nên phiền não. Một mực căng thẳng thần kinh, tùy thời đề phòng phía dưới nguy hiểm, cho dù ai đều sẽ bực bội. Mọi người không phải không nghĩ tới lại hướng bay cao, nhưng tại cái này thần bí thủy vực, càng cao sương mù càng dày đặc. Sương mù tính ăn mòn cũng càng mạnh, mà lại cao sống, trong sương mù liền sẽ tràn ngập một loại làm người sợ run khí tức, tựa hồ phía trên là cấm khu. Thật là phiền, chúng ta đi xuống trước đem nó xử lý đi, Khiêu Chiến cả giận nói. Xuống dưới. Tiêu Viêm lắc đầu, cái này nước đen thui đen như mực, linh hồn chi lực lại không cách nào xâm nhập, đi xuống chúng ta chỉ có thể lâm vào bị động. Mà lại ta cảm thấy, đầu ma thú này chính là nghĩ tới chúng ta xuống nước. Khiêu Chiến thừa nhận Tiêu Viêm nói rất có đạo lý, nhưng bị ma thú thăm dò cùng không ngừng trêu chọc cảm giác không thoải mái, cảm giác lại ngạnh. Chẳng lẽ liền mặc cho nó một đường đi theo chúng ta, sau đó tìm cơ hội đánh lén chúng ta. Tiêu Viêm còn chưa nói sống, Nam Nhĩ Minh đã mở miệng, địch tối ta sáng, cái gì trọng yếu nhất kiên nhẫn, phải có kiên nhẫn biết sao. Nói, Nam Nhĩ Minh liếc Khiếu Chiến một chút, yên tâm đi, chỉ cần lại kiên nhẫn chút, không cần chờ quá lâu, con ma thú kia liền sẽ trước không nhẫn nại được. Ngươi liền có nắm chắc như vậy. Khiếu Chiến trong ánh mắt lộ ra không tin. Đương nhiên, Nam Nhĩ Minh nói, nó nhô ra mặt nước càng ngày càng tấp nập, nói rõ cái gì? Nói rõ nó đã nhanh không có kiên nhẫn. Con mắt chuyển ra một tia giảo hoạt, Nam Nhĩ Minh đắc ý nói, mà lại, chúng ta còn có thể tương kế tự kế, kết nó thiết cái cục. Mọi người hứng thú. Nam Nhĩ Minh cùng mọi người, nó nghĩ dẫn chúng ta xuống nước, nhưng nếu như chúng ta một để ý tới nó trêu chọc không thể được xính, nó có thể hay không bực bội đâu. Mọi người đều gật đầu. Nam Nhĩ Minh cười, tiếp tục cùng, lại nếu như chúng ta đem nó trêu chọc làm bộ coi là rất bình thường hành vi. Buông lỏng cảnh giác, nó có thể hay không đột nhiên đánh lén chúng ta đây. Đúng nha, mọi người mắt ngày xuất sáng lên, chúng ta liền cố ý cho nó một cái đánh lén chúng ta cơ hội.
Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, mắt ngầm hơi vị bên trong tiến bắn ra một cỗ hàn mang. Còn có, chỉ cần nó vào cuộc, chúng ta nhất định phải vừa ra tay liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình đem đánh giết, không thể cho nó trốn về trong nước cơ hội. Đúng. Tốt. Mọi người tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng cười cười nói thảo luận cái gì. Tựa hồ đối với tinh hồn hung tàn đồng tử, thỉnh thoảng nhô ra mặt nước đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, Tiêu Viêm ngừng lại, ngón tay phương xa, thần sắc lộ ra kinh hỉ. Mọi người cũng dừng lại, thuận theo Tiêu Viêm chỉ nhìn về phía phương xa. Đúng lúc này, mọi người phía dưới mặt nước bọt nước giống như suối phun nước bắn, một đầu bảy sao trung kỳ ma thú bên trong ôm theo hùng hồn đấu khí xông nhào tới. Ca cắn câu. Ma thú tương tự cự này có triển khai đạt 5m, có thừa hai cánh đen như mực, trên thân gắn đầy màu đỏ sậm văn. Nó đã vọt tới mọi người dưới chân, chính mở ra miệng to như chậu máu hướng đấu khí yếu nhất khiếu chiến táp tới. Long Ý hét lớn một tiếng, hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân cúi vọt xuống dưới. Bầu trời vào lúc này phảng phất đều rung động run một cái. Cửu huyền kim lôi long bị cự tích ma thú đâm đến thân trên ngửa ra sau, tựa hồ liền muốn lật ngược lấy bổ nhào bay ngược, đuôi rồng lại tại một tích tắc này hất lên một chăm chú cuốn lấy cự tích ma thú, không vẻn vẹn ở bay ngược, còn đem cự tích ma thú kéo dẫn tới mọi người phụ cận. Cùng lúc đó, Thanh Mặt Nhi huyết cốt trường tiên cũng cuốn lên cự tích ban thú đuôi dài, Long Ý đuôi rồng cùng Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên đem cự tích ma thú một cuốn lấy như cái bánh trưng, những người khác cấp tốc xuất thủ một khiêu chiến xong quyền đánh phía cự tích ma thú đầu. Nam Nhĩ Minh kinh thần thương đâm thẳng cự tích ma thú con mắt, Tử Ảnh cùng Phong Bạo phân trảm cự tích ma thú hai cánh, Tiêu Viêm cự thức ôm theo thiên hỏa chặt nghiêng cự tích ma thú thân eo. Cự tích ma thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Phản ứng của mọi người đã nói rõ, đây là vì nó mà thiết một cái cục. Một tiếng gầm nhẹ, trên người nó đầy bày những màu đỏ sậm kia văn lại quỷ dị nhuyễn động, huyễn hóa ra một bộ khôi giáp màu đỏ sậm. Đồng thời dưới bụng song chảo vồ mạnh cửu huyền kim lôi long đuôi rồng, hai cánh cũng rung động liên miên phiến huyễn ảnh chém về phía Tiêu Viêm đám người. Thế nhưng là, tại mọi người đã làm đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, cự tích ma thú phản kích làm sao có thể thực hiện được. Song chảo dù bắt mở quấn eo đuôi rồng, nhưng hai cánh lại bị Tử Ảnh băng tuyết vực đông kết được khó mà rung động. Mọi người công kích đều rơi vào ngầm áo giáp màu đỏ bên trên. Nguy cấp lúc bận rộn lo lắng huyễn hóa ra ngầm áo giáp màu đỏ, lực phòng ngự đương nhiên không yếu. Mọi người vòng thứ nhất thế công dù mãnh, lại không có kết quả. Dù sao cự tích ma thú, cái đuôi còn bị Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên gắt gao quấn người, nhất thời bình một lát trốn không thoát. Vậy liền nhiều ngược nó một hồi, xuất một chút bị nó làm phiền trong lòng ác khí, nhìn nó có thể kiên trì bao lâu. Lập tức thi triển đoàn đội đấu kỹ đem giết chết nhiều không có ý nghĩa. Mọi người công kích lần lượt dày đặc rơi vào ngầm áo giáp màu đỏ bên trên, tại loại này cùng loại kim loại đánh vào trên bì giáp trầm thấp. Trầm đục âm thanh xa xa truyền ra bên trong, có từng sợi đỏ thắm từ cự tích ma thú bên môi tràn chảy xuống tới. Cự tích ma thú sao lại khoanh tay chịu chết, nó thân thể dồn dập, thân bị không khí lập tức lấy nó làm trung tâm xoáy ra một cái gió xoáy. Từ phía dưới rút hút lên cổ dòng nước bắn dọi mà lên, tựa như từng nhánh sắc bén nước mũi tên. Nhưng mà, vô dụng, bởi vì có Tử Ảnh băng tuyết vực. Nước mũi tên lọt vào hàn lưu lúc liền bị lập tức đông lạnh thành băng kiếm, sau đó nhao nhao rì rào mà rơi. Đây là cự tích ma thú vạn vạn không có nghĩ tới, nó không phải do mắt lường một cái. Cũng không chờ nó làm ra mới ứng đối, một đạo chói lọi chói mắt hồng mang đã như kinh hồng giống như đột chạm mà xuống. 999 thước hợp nhất thiên xích vô ảnh. Ngầm áo giáp màu đỏ cũng nhịn không được nữa, rốt cục phát ra chói tai vang lên bạo liệt ra. Một cây màu đen trường thương, tại hồng mang yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động đâm vào. Mũi thương tượng định người u lục sương mù choáng đâm vào cự tích ma thú hốc mắt. Cự tích ma thú nghiêm nghị thống hào, con mắt nước bắn huyết hoa mông lung tầm mắt của nó. Cho đến lúc này cự tích ma thú mới chính thức cảm nhận được tử vong uy hiếp, eo phần đuôi đoạn ra một đạo hồng quang. Nó nhưng vẫn gãy đuôi ba thoát khỏi huyết cốt trường tiên quấn quanh, thân khu phun máu tươi hướng mặt nước bỏ chạy. Nhưng cự tích ma thú cái này một là bảo mệnh mà tự mình hại mình cử động sớm tại mọi người trong dự liệu. Một đạo thân ảnh màu đen phảng phất một đạo tia chớp màu đen ngăn ở cự tích ma thú phía trước, còn có một thanh huyết sắc cự thước giơ lên cao cao. Tiêu Viêm, Phong Quá Vô Ngân. Mà lại cùng lúc đó, mọi người đấu khí đã tụ tập cho Tiêu Viêm. Bảy sao trung kỳ cự tích ma thú như thế nào chịu đựng được lên Tiêu Viêm lấy bảy sao điên phong thực lực thi triển thiên xích vô ảnh. Đừng nói nó ngầm áo giáp màu đỏ đã bị phá, chính là nó lúc này vẫn có áo giáp hộ thân, cũng không chịu được. Nó chỉ tới kịp độc nhãn hiện ra chẳng biết là tuyệt vọng vẫn là vẻ hối tiếc, đầu liền bị cự thước bổ ra hoa. Tiêu Viêm hai tay nâng cự tích thi thể của ma thú lướt thân về tới bên người mọi người. Khiêu chiến hướng về phía cự tích thi thể của ma thú phi một tiếng, thở phì phì nói ra. Dám có ý đồ với chúng ta, thật là sống ngán lở. Nam Nhĩ Minh đùa cùng Khiêu Chiến, ngươi đây là chưa nguôi cơn tức đâu, vẫn là tại đắc ý đâu. Khiêu Chiến chỉ có cười ngây ngô. Mộc Nhi, ngươi là nghĩ hiện tại liền lấy ma hạch, vẫn là ta trước tiên đem thi thể thu lại, chờ rơi xuống lại lấy. Tiêu Viêm hỏi Thanh Mộc Nhi. Hiện tại liền lấy.
Thanh Mộc Nhi quả quyết về nói, ngươi nâng. Ta liền biết, Tiêu Viêm một cười khổ, tới lấy đi, bằng không thì ngươi đoạn đường này chỉ sợ đều sẽ một mực nhớ. Bất quá ngươi động tác nhanh lên, nói như thế đại nhất chồng, ta nâng có thể mệt mỏi. Ngươi có ý tốt ngươi. Thanh Mộc Nhi giận nói, ngươi là bảy sao ai, lại thêm 10 cái dạng này, ngươi cũng không nên hồ mệt mỏi. Mọi người đều cười. Thanh Mộc Nhi dạng lấy mắt cười từ trong nạp dưới lấy ra chuyên môn giải phẫu ma thú thi thể giải cổ tay đao. Có thể nàng vừa muốn động thủ lấy cự này ma thú ma hạch, cự tích ma thú trên người màu đỏ sậm văn lại từng đầu thoát thể. Chậm rãi bay tới trên mặt nước tập hợp một chỗ, sau đó chậm rãi ngưng hóa thành một cái kiểu dáng cổ phác đồng đỏ. Sắc chuông nhỏ lơ lửng tại đen nhánh trên mặt nước. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là bảo bối? Hẳn là bảo bối đi. Mọi người đuổi xuống vây quanh đồng đỏ sắc chuông nhỏ nhìn kỹ, hưng phấn đoán. Thanh Mộc Nhi nhịn không được tiến đến phụ cận, đưa tay liền muốn đụng vào đồng đỏ sắc chuông nhỏ. Đồng đỏ sắc chuông nhỏ lúc này đột nhiên nhẹ nhàng bày động, phát ra từng tiếng chuông du dương. Theo người chuông tiếng vang lên, đen thui hắc bình tĩnh mặt nước lên rung chuyển, tự dưới nước không ngừng bốc lên bong bóng, tiến nổ ra mông lung nước phân. Tựa hồ, dưới nước có ám lưu đang cuộn trào. Tiến tới có sóng nước lăn lộn, động tĩnh càng lúc càng lớn, cũng có một đôi tinh hồng đôi mắt phù hiện tại mặt nước, bốc lên hung tàn hồng quang. Hóa ra cái này đồng đỏ sắc chuông nhỏ không phải mặt nước bảo vật, mà là cự tích ma thú khi chết lấy trên thân màu đỏ sẫm văn ngưng hóa ra triệu hoán đồng bạn vì đó báo thù a. Lúc bắt đầu mọi người còn xem thường, nhưng khi nổi lên mặt nước ly mắt đỏ hôm qua càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít thoáng như trong đêm tối sáng lên ít ngọn đèn lồng màu đỏ, chỉ ít có mấy trăm song nhiều, sắc mặt của mọi người thay đổi. Cự tích ma thú số lượng ít, lấy mọi người thực lực, bọn hắn chính là thợ săn. Nhưng cự tích ma một thường một số lượng nhiều như thế, mọi người liền biến thành con mồi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một chữ vừa chạy. Mọi người tranh thủ thời gian phóng người lên, hướng lục địa phương hướng lao đi. Nhưng cự tích ma thú sao sẽ bỏ qua mọi người? Nhao nhao xông ra mặt nước nhanh chóng truy đuổi không, tinh hồng con mắt tóe lấy hào quang cừu hận. Cự tích ma thú tại không trung tốc độ thua xa tại ở trong nước, có thể trong đám người chỉ có Tiêu Viêm là bảy sao. Mà lại khiếu chiến, Thanh Mặt Nhi cùng Nam Nhĩ Minh cũng đều không sở trường tốc độ, sở dĩ mọi người một mực không thể đem cự tích bảy ma thú hất ra. Một chạy một đuổi không biết bao xa, phương xa nước trời chỗ va chạm về kia loáng thoáng bóng đen dần dần hiện ra hình dáng. Có thể mơ hồ nhìn ra là một cái hòn đảo, nhưng mọi người một chút cũng không vui. Bởi vì tình huống hiện tại là, coi như mọi người lên đảo, vẫn không thoát khỏi được cự tích bầy ma thú truy kích và tiêu diệt. Cự tích bầy ma thú tại lúc này cũng gấp, tựa hồ là nghĩ tại mọi người đặt hòn đảo trước đuổi kịp mọi người. Trên người màu đỏ sậm văn phát ra quang mang bao trùm trên hai cánh, tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Trước đó bọn chúng sở dĩ chưa sử xuất chiêu này ra tốc, là bởi vì chiêu này cần tiêu hao bọn hắn trong huyết mạch một loại đặc thù năng lượng. Mắt thấy bị cự tích ma thú nói một từ quyết nhanh truy gần, mọi người ăn vào tật phong đan. Tật phong đan tuy chỉ là đế chi tam phẩm đan dược, nhưng nháy mắt tăng thêm tốc độ hiệu quả lại rõ ràng nhất. Mọi người lập tức đem cùng cự tích ma thú khoảng cách kéo ra không ít. Mặc dù cự tích ma thú không biết mọi người là phục dụng thứ gì tốc độ đột nhiên biến nhanh, nhưng loại này biến nhanh hẳn là chỉ là ngắn ngủi, làm sao có thể giống bọn chúng tiêu hao trong huyết mạch đặc thù năng lượng tốc độ tăng lên như thế tiếp tục. Sở dĩ cự tích bầy ma thú cũng không quá chấp nhận, tiếp tục tại phía sau mọi người đuổi sát không xá. Xác thực, cứ việc tật phong đan tăng tốc hiệu quả rõ rệt, mà lại trên thân mọi người không thiếu tật phong đan. Chính là cầm tật phong đan khi đường ăn đều có thể ăn được vài ngày, nhưng tật phong đan cũng không thể liên tục phục dụng. Phục qua một viên sau cần qua một đoạn lúc hỏi mới có thể lại phục dụng, sở dĩ mọi người vẫn không thể đem cự tích bầy ma thú triệt để hất ra. Song phương truy đuổi ngay tại loại này mắt thấy cự tích bầy ma thú liền muốn truy tới gần. Mọi người liền ăn vào một viên tật phong đan, đem khoảng cách kéo ra bên trong lại kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Mọi người tiến vào một mảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thủy vực trên không. Vùng nước này không còn là phiếu ấu đen, mà là có vẻ hơi đục ngầu đỏ sậm huyết sắc. Cũng không bên trong là một mảnh đơn điệu mênh mông, mặt là tinh la kỳ bố lấy từng khối màu đen đá ngầm. Mỗi khối trên đá ngầm đều có một đầu lớn lại sâu khe hở, nhìn qua tựa như là từng chương ác ma mở ra miệng rộng. Tiêu Viêm một đám nhạy cảm phát giác được, sau lưng cự tích ma bài một xếp bình toàn lực truy lên tốc độ dĩ nhiên giảm chậm lại. Cùng nổi lên bất an bạo động, không phải do sinh lòng cảnh giác, có thể để cho như thế đại nhất bầy cự tích bầy ma thú sợ hãi không lấy trước. Mảnh này huyết sắc thủy vực khẳng định có làm chúng nó e ngại tồn tại. Mọi người dừng lại tiến lên, lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, một tiếng gào trầm trầm từ thủy vực chỗ sâu truyền ra. Mọi người bỗng cảm giác run lên trong lòng, phảng phất trái tim bị thứ gì va chạm đồng dạng. Theo cái này âm thanh gào thét, một cỗ bàng bạc khí tức tự trong nước truyền ra. Giống như là có một cái cường hoành tồn tại, trong nước sau bao nhiêu năm tháng ngủ say chính đang từ từ thức tỉnh. Mặt nước tại cỗ khí tức này truyền ra sau trở nên càng thêm đỏ sậm, giống như đặc dính huyết hải giống như tán phát ra trận trận mùi máu tươi nồng nặc. Khiến người buồn nôn muốn ói, cũng làm cho người không phải do kinh hãi.
cự tích bầy ma thú sợ hãi hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng vẫn có mấy đầu cự tích ma thú hướng về phía huyết sắc thủy vực phát ra không cam lòng gào thét. Cũng tại nhanh chóng thối lui, bên trong hai cánh đập phiến ra hơn 10 đạo màu đen quang nhận hướng huyết sắc thủy vực chém tới. Kỳ thật, cái này mấy đầu cự tích ma thú cũng không phải là muốn tìm hấn trong nước cái kia cường hoành tồn tại. Thật muốn khiêu khích, liền nên khí thế không kém ngừng giữa không trung, mà không phải tâm e sợ làm xong trốn dự định. Mà lại, tự trong nước truyền ra như vậy khí tức như vậy bàng bạc, có thể trưởng thành đến 7 sao, bọn chúng không sẽ như thế không biết trời cao đất rộng. Bọn chúng chỉ là hả giận mà thôi, bọn chúng chỉ là coi là, bọn chúng thân ở khâu trung, lại đã bắt đầu nhanh chóng thối lui. Trong nước cái kia cường hoành tồn tại mạnh hơn, cũng không làm gì được bọn chúng. Nhưng cái này mấy đầu cự tích ma thú loại này chỉ là cho hả giận giống như cử động, trong nước cái kia cường hoành tồn tại xem ra, chính là khiêu khích. Cái gì gọi là muốn chết? Cái này mấy đầu cự tích ma thú chính là. Theo gầm lên giận dữ, mấy đạo huyết sắc sóng nước ngập trời nhấc lên, tựa như trắng trong nước dương ra mấy đầu giải lụa màu đỏ ngòm. Nhanh lại chính xác phân biệt đem cái này mấy đầu cự tích ma thú cuốn vào trong đó, lập tức hạ xuống thủy vực. Mà cái này mấy đầu cự tích ma thú đã mất tung ảnh, tựa như là trống không tan biến mất như vậy. Cự tích bầy ma thú sợ vỡ mật, mất mạng giống như gấp trở về trốn, khoảnh khắc hỏi liền thoát đi mảnh này huyết sắc thủy vực trên không. Tại Tiêu Viêm một đám tầm mắt bên trong biến mất. Trong nước cái kia cường hoành tồn tại bày ra cường đại để Tiêu Viêm một đám cũng tê cả da đầu. Bọn hắn có chút chần chờ muốn hay không cũng chạy, có thể hướng chỗ nào chạy đâu. Một khi rời đi mảnh này huyết sắc thủy vực, bọn hắn liền đem tiếp tục bị muốn mạng bọn họ mấy trăm con cự tích ma thú không buông tha truy sát. Mà lại mảnh này huyết sắc thủy vực là bọn hắn đi hướng nước trời chỗ va chạm hòn đảo phải qua đường. Nếu như trong nước cái kia cường hoành tồn tại thật muốn làm khó bọn hắn, một trận chiến này liền không thể tránh né. Bọn hắn sớm muộn muốn đối mặt, nhưng vừa rồi nó chỉ trừng phạt đối với nó bất kính mấy đầu cự tích ma thú, cũng không có đối với toàn bộ cự tích bầy ma thú hạ sát thủ. Như vậy có phải hay không chỉ cần không trêu chọc nó, hoặc là lại đối với nó thái độ thân mật chút, nó liền không nhất định sẽ làm khó bọn hắn đâu. Cứ như vậy một mảnh khắc lui nghi, mọi người đã không thể chạy. Cách mọi người cách đó không xa, bắn dọi lên một đạo cao mấy trăm thước cột nước, đỏ đến chói mắt, rất có đánh vào thị giác lực. Bắn dọi lên cột nước cũng lập tức hạ xuống, tại không trung lưu lại một đoàn huyết vụ. Nói là một đoàn huyết vụ có lẽ cũng không phải là rất chuẩn xác, bởi vì nó thực sự quá dính quá nhiều. Càng giống là một đoàn máu tươi tại không trung ngọ nguậy, tản mát ra rất có cảm giác áp bách khí tức. Huyết vụ bên trong có hai đoàn lục ánh sáng yếu ớt, giống như là hai đoàn quỷ hỏa, lại như là một đôi âm trầm đôi mắt, chính lạnh lùng đánh giá mọi người. Đây là thứ quỷ gì, như thế khiếp người. Mọi người bị cặp kia mắt lục thấy lưng tóc thẳng lạnh. Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh định mắt, trong mắt phát ra vui mừng, hai tiếng mới lẩm bẩm ra lời nói đến, phảng phất là tại lẩm ba lẩm bẩm, huyết sát yểm ma. Huyết sát yểm ma. Tiêu Viêm nhận biết này quái, không phải là quỷ linh. Có thể quỷ linh trên bảng xếp hạng cũng không có gọi huyết sát yểm ma. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm cho bọn hắn đáp án. Có thể Tiêu Viêm lại không nói gì nữa. Mọi người chỉ thấy Tiêu Viêm thỉnh thoảng gật gật đầu. Thần sắc khi thì ngưng trọng, khi thì kinh ngạc, tựa hồ là đang nghe ai nói. Mọi người nhìn lẫn nhau, rất là nghi hoặc, tại cái này viễn cổ bí cảnh bên trong, chẳng lẽ có ai tại cho Tiêu Viêm truyền âm? Không phải là cái này Tiêu Giao bảo khố chủ nhân lưu tại nơi này thần niệm. Nhưng Long Ý lại biết, nhất định là Trạm lão. Hắn ngón trỏ ép môi ra hiệu mọi người im lặng. Tuyệt đối không nên quấy rầy đến Tiêu Viêm, đồng thời đối với mọi người nháy mắt. Long Ý biết là ai tại cho Tiêu Viêm truyền âm. Mọi người ném lấy Long Ý hỏi thăm ánh mắt. Long Ý khẳng định Long Ý biết là ai tại cho Tiêu Viêm truyền âm, vậy người này nhất định không phải cái này, Tiêu Giao bảo khố chủ nhân lưu tại nơi này thần niệm. Chỉ có thể là bọn hắn ở trong lòng vẫn luôn hiếu kỳ lấy Tiêu Viêm trong bí mật người, khẳng định là. Có thể trở thành đấu đế, cái nào không là nhân tài, có thể đột phá 5 sao đấu đế. Cái nào không là nhân tài bên trong tinh anh. Có thể tại cao giai đấu đế bên trong siêu quần bà tụy, càng là tinh anh trong tinh anh. Tiêu Viêm quá trình trưởng thành mọi người một đường đi theo cũng tận mắt chứng kiến. Bọn hắn thừa nhận, Tiêu Viêm tu luyện đủ chăm chỉ, đủ khắc khổ, đủ hung ác, quả thực cũng không phải là người. Nhưng người nào tu luyện không chăm chỉ, không khắc khổ, không đủ hung ác đâu. Bọn hắn cũng thừa nhận, Tiêu Viêm thiên phú tu luyện phi phàm, thiên phú chiến đấu cũng kinh tuyệt. Tuyệt đối là đương thời thứ một tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, tự đấu đế đại lục có ghi chép, có cái nào đấu đế là chỉ ở mấy ngàn năm ở giữa liền từ 1 sao tiêu thăng đến 7 sao? Cấp bậc tăng lên siêu nhanh tạm không nói đến, nhân tộc là có thể hấp thu ma hạch sao? Còn có, thu hoạch những quỷ linh kia cùng linh ấn, mặc dù Tiêu Viêm chưa hề nói với bọn họ là xử lý như thế nào. Nhưng bọn họ cũng đều biết, nhất định là bị Tiêu Viêm thôn phệ hấp thu, bằng không thì Tiêu Viêm linh hồn chi lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cường độ thân thể cũng không có khả năng mạnh như vậy, bọn hắn chỉ là không hỏi mà thôi. Nhân tộc là có thể thôn phệ hấp thu quỷ linh cùng linh ấn sao? Những này nói rõ cái gì? Nói minh Tiêu Viêm hơn phân nửa có được nhân, ma,
yêu ba loại huyết mạch. Một người làm sao có thể có được ba loại huyết mạch? Còn có lão ma hoàng mộ địa, đấu đế đại lục không biết tìm bao nhiêu vạn năm đều không có kết quả. Tiêu Viêm vừa tới đấu đế đại lục liền phát hiện rồi, thật có vận khí tốt như vậy. Còn có, một lần bế quan ra, liền mang đến một nữ tử, nói là yêu tộc thánh nữ, là tại tiêu phủ bế quan. Cũng có thể trống rỗng ngẫu nhiên gặp một nữ tử. Vẫn là yêu tộc khổ tìm mà không được thánh nữ. Còn có, ma thú gia tộc thủ hộ thú từ viễn cổ hạo kiếp sau ngay tại đấu đế đại lục thất truyền. Người thừa kế lại chính là Tiêu Viêm thê tử. Thật liền có trùng hợp như vậy. Trên người Tiêu Viêm thực sự có quá nhiều người không thể tưởng tượng kỳ tích. Bọn hắn đều rõ ràng, những này kỳ tích phía sau nhất định có kinh thế bí mật. Bọn hắn đã từng đều vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là, Tiêu Viêm không chủ động nói với bọn hắn liền không tiện hỏi, cũng liền không hỏi. Lâu, thấy nhiều Tiêu Viêm bí mật mang theo cho Tiêu Viêm kỳ tích, bọn hắn cũng đã nhìn quen không sợ hãi, thời gian dần qua lòng hiếu kỳ liền không có nặng như vậy. Nhưng hiện tại, Tiêu Viêm bí mật liền mơ hồ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sau ánh mắt không lóe hưng phấn đốt ánh sáng. Chỉ chờ Tiêu Viêm lần này có thể thỏa mãn bọn hắn cái kia lại trở nên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, toàn vẹn quên cái kia quỷ dị cái gì huyết sát yểm ma chính nhìn chăm chú bọn hắn đâu. Nói cũng kỳ quái, đoàn kia quỷ dị huyết vụ tại Tiêu Viêm lẩm bẩm ra huyết sát yểm ma bốn chữ sau liền lui về phía sau một chút khoảng cách. Nhúc nhích biên độ cũng nhỏ đi rất nhiều, cặp kia như quỷ hỏa mắt lục cũng chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một người. Tựa hồ là mơ hồ cảm ứng được cái gì, cũng có sợ hãi. Không sai, chính là lâu không hiện thân Trạm lão tại nói chuyện với Tiêu Viêm. Trạm lão là bị đoàn kia quỷ dị huyết vụ dẫn tới bật thốt lên nghẹn ngào. Trạm lão đều bị dẫn tới bật thốt lên nghẹn ngào, Tiêu Viêm đương nhiên muốn hỏi Trạm lão cái minh bạch. Bất đắc dĩ, Trạm lão đành phải đối với Tiêu Viêm giới thiệu đoàn kia quỷ dị huyết vụ. Vì phòng ngừa quỷ dị huyết vụ đoàn đối với Tiêu Viêm một đám đột nhiên nổi lên, Trạm lão còn có ý tràn ra một tia khí tức của hắn. Trạm lão khí tức gì cường đại, cứ việc chỉ là như có như không, cũng đủ để chấn nhiếp huyết vụ đoàn, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian, đối với hưng phấn chờ đợi mọi người, là chậm rãi, đối với ở vào lo lắng bất an bên trong huyết sát yểm ma, là dài dằng dặc khó nhịn. Rốt cục, Tiêu Viêm thoát ly lắng nghe trạng thái, ngay lập tức liền kích động ra một cái đấu khí vòng bảo hộ đem mọi người che đậy. Tiêu Viêm có chút hưng phấn, đó là một loại thợ săn gặp chưa từng thấy qua hiếm có con mồi hưng phấn. Hắn há mồm câu nói đầu tiên là, chúng ta gặp được cực kỳ hiếm thấy ma thú. Là ma thú, không phải quỷ linh. Mọi người tất cả đều kinh trương miệng, trừng lớn mắt nhìn về phía huyết vụ đoàn. Đoàn kia huyết vụ bất kể thế nào nhìn, nào có nửa điểm ma thú dáng vẻ, nào có dài dạng này ma thú. Thanh Mộc Nhi vẫn có chút khó có thể tin, hỏi, ngươi khẳng định? Đúng vậy, ta khẳng định. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó thấp giọng giới thiệu, nó gọi huyết sát yểm ma, là một cái phi thường đặc thù giống loài. Chúng ta bây giờ thấy được là nó cuối cùng hình thái. Nó lúc ban đầu hình thái cũng không phải như vậy, mà là rất thường gặp trạng thái thú, có chút giống chúng ta trước đó giết đầu kia cự hình tê giác. Nó sở dĩ biến thành chúng ta bây giờ thấy được cái này quỷ mô hình quỷ dạng ma là bởi vì huyết sát yểm ma cả đời cần trải qua 3 lần lôi kiếp. Theo thứ tự là thú, yểm, ma tam kiếp, cùng chúng ta đế kiếp có chút tương tự. Nhưng cùng chúng ta độ đế kiếp lúc thân thể là đạt được rèn luyện khác biệt, huyết sát yểm ma độ bọn chúng 3 lần lôi kiếp lúc, nhục thân đều sẽ bị hủy. Lại có dạng này ma thú, mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, huyết sát yểm ma lôi kiếp rất mạnh, nghe nói so với chúng ta năm sao đế kiếp còn biến thái, hãn hữu có thể qua người. Sở dĩ tại viễn cổ hạo kiếp trước, hình dung một vật hiếm có không phải dùng phượng mao lân giác, mà là dùng huyết sát yểm ma, toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái. Nói đến đây, Tiêu Viêm cười cười, chỉ có thể nói chúng ta vận khí coi như không tệ. Như vậy hiếm có ma thú, lại tại mấy chục vạn năm trước liền diệt tuyệt, còn có thể gặp được một cái. Tiếp theo thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía nhúc nhích biên độ lại lớn lên huyết vụ đoàn, nói, bất quá muốn chiến thắng nó, sẽ rất khó. Bởi vì huyết sát yểm ma một khi chống nổi, cuối cùng một kiếp thành ma, thực lực liền sẽ trở nên rất mạnh, thấp nhất đều có 8 sao sơ kỳ. Ít nhất 8 sao sơ kỳ, mọi người tự kiềm chế nhớ tới vừa rồi huyết sát yểm ma vẻn vẹn lấy mấy đạo sóng nước. Liền đem mấy đầu 7 sao sơ, trung kỳ cự tích ma thú miểu sát tình hình, thần sắc không phải do run lên. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Tiêu Viêm lại cười cười, nói, trước đó nó lộ cái kia một tay, cũng không phải là hoàn toàn là thực lực của nó cho phép, mà là nó mượn thế. Lập tức giải thích nói, huyết sát yểm ma thành ma về sau, liền sẽ tìm huyết sát thủy vực làm nó nơi ở. Tại huyết sát chi thủy bên trong, huyết sát yểm ma thực lực sẽ có được tăng thêm, sở dĩ cùng huyết sát yểm ma lúc tác chiến nhất định không thể xuống nước. Nói đến đây lúc, Tiêu Viêm trong mắt híp mắt ra không có nắm chắc thấp thỏm chi sắc, chỉ là không biết cái này huyết sát yểm ma là thực lực gì. Vậy liền trước run run nhìn, Long Ý cùng Khiếu Chiến đồng thanh nói. Đúng, run run nhìn. Nam Nhĩ Minh cũng nói, chỉ cần không phải 8 sao sơ kỳ trở lên, liền có thể chiến. Thanh Mộc Nhi lại có chút bận tâm, nhưng nếu là 8 sao sơ kỳ trở lên đây này.
Nếu như là 8 sao sơ kỳ trở lên, hoặc là chỉ là 8 sao sơ kỳ, nhưng chúng ta hiện tại quả là đánh không lại, lại nghĩ biện pháp chạy chính là. Tử Ảnh trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến chí. Phong Bạo cũng chiến ý giạt rào, nhất định phải đánh một trận. Như thế hiếm có ma thú nếu là không đánh một trận, sẽ hối hận. Tiêu Viêm gật đầu, đối với Thanh Mộc Nhi nói, chiến hoặc không chiến đều không phải do chúng ta. Ngươi nhìn nó dạng như vậy, giống như là sẽ thả chúng ta đi qua dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm chợt nhớ tới, Thanh Mộc Nhi tu luyện cũng là huyết sát chi khí. Vội hỏi Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, ngươi tu luyện cũng là huyết sát chi khí, có không có biện pháp gì kiềm chế nó? Thanh Mộc Nhi bất đắc dĩ lại xấu hổ lắc đầu, cảnh giới của ta cùng thực lực đều không đủ. Ngay từ đầu ta ngay cả nơi này là huyết sát thủy vực cũng không thể xác định, càng đừng đề cập có biện pháp nào kiềm chế mạnh như vậy huyết sát yểm ma. Vậy liền làm như thế nào chiến liền làm sao chiến? Tiêu Viêm quyết định nói, nhìn vận khí của chúng ta. Tốt nhất là chỉ 8 sao sơ kỳ, đều làm tốt dự tính xấu nhất, một trận chiến này chỉ sợ là muốn liều mạng mới được. Chúng ta cái kia một trận chiến không có liều mạng. Khiêu chiến trêu ghẹo, dù sao ta mỗi một trận đều là liều mạng. Tất cả mọi người cười. Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên nghiêng cổ nháy mắt hỏi Tiêu Viêm, tên nhóc lừa đảo, liên quan tới huyết sát yểm ma những này, ngươi là làm sao mà biết được? Ai nói cho ngươi? Tiêu Viêm cười lập tức ở trên mặt cứng đờ, cái này, bên cạnh cái này vừa nhìn hướng Long Ý. Thanh Mộc Nhi không buông tha, đừng cái này cái kia nhìn Long Ý không nói gì, ngươi nói cho chúng ta một chút chứ sao? Tiêu Viêm nhìn xem cấp thiết muốn biết đáp án mọi người, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Không phải hắn không tin được đám huynh đệ này cùng vị hôn thê của mình, thực sự là Trạm lão tồn tại không thể nói. Làm sao nói? Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng Trạm lão thân phận chân thật, chỉ biết là Trạm lão là chết tại Viễn Cổ Hạo Kiếp bên trong một vị cửu tinh đấu đế tàn hồn. Chỉ đoán đến Trạm lão là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ, chuyên vì hắn mà đến. Mà cái này nhiệm vụ phái phát người có thể là vị kia đấu đế đại lục người chúa tể đấu tiên, hắn có thể làm sao nói? Lại dám làm sao nói? Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Viêm chỉ có thể nói ra, thật xin lỗi, ta hiện tại thật không thể nói. Chờ sau này các ngươi có thể biết đến thời điểm, ta nhất định từ đầu chí cuối đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết, được chứ? Ai ngờ, Thanh Mộc Nhi lại ha 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 nở nụ cười, nhìn đem ngươi khẩn trương đến, không thể nói liền không nói chứ sao? Không được đến hiếu kỳ đáp án, mọi người kỳ thật đều lòng mang tiếc nuối. Nhưng Tiêu Viêm đem lời đều nói đến mức này, đã nói tư sự tình không là bình thường thể lớn. Thanh Mộc Nhi cười chính là không hy vọng Tiêu Viêm có bất kỳ áy náy. Khiêu chiến ra vẻ lớn không liệt liệt tư thái lấy đại biểu mọi người khẩu khí nói ra. Hiện tại không thể nói liền không nói. Dù sao chúng ta đều hiếu kỳ thời gian dài như vậy, lại tiếp tục hiếu kỳ xuống dưới chính là. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, kỳ thật, chúng ta liền chỉ là muốn ngươi thừa nhận ngươi có việc giấu giếm chúng ta, sau đó đối với chúng ta lại tốt một chút. Ta đối với các ngươi còn chưa đủ được chứ? Tiêu Viêm nhiều nhạy bén, lập tức hỏi lại giúp cho phản kích. Thật tốt, so với thân huynh đệ còn tốt. Khiêu chiến cười đùa tí từng nói, nhưng nếu có thể lại tốt một chút thì tốt hơn. Thế nào lại tốt một chút đâu? Tiêu Viêm cười hỏi. Khiêu chiến lập tức tại cười đùa tí từng bên trong trộn lẫn chút nghiêm mặt, nói, có không có biện pháp gì để chúng ta cấp bậc có thể đuổi theo Tiêu thiếu ngài bước chân? Ngươi nhìn ta, đều thành đuổi con vịt. Không có. Đại chiến trước có thể thư giãn một tí khẩn trương, cũng là thiện chiến người một loại rèn luyện hàng ngày. Điểm này, mọi người vẫn luôn làm rất khá. Mọi người cái này bên cạnh tại cười cười nói lấy buông lỏng, huyết sát yểm ma cũng khẩn trương xong. Cái kia đạo để nó cảm thấy bất an, làm nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, như có như không khí tức cường đại rốt cục biến mất. Nó nhìn thấy Tiêu Viêm một đám tại đấu khí vòng bảo hộ bên trong nói gì đó, thảo luận cái gì, còn thỉnh thoảng cười cười nói. Nó không phải do lên cơn giận dữ, chỉ là một bang chỉ có một cái 7 sao sơ kỳ, cái khác đều là 6 sao sâu kiến. Dĩ nhiên cũng dám xem nó như không tồn tại. Đây là so trước đó cái kia mấy đầu cự tích ma thú đối với nó phát ra đấu kỹ càng lớn khiêu khích. Mấy người này tương tự cái kia mấy đầu cự tích ma thú càng không biết sống chết. Nhúc nhích biên độ đột nhiên tăng lớn, đặc dính huyết vụ trạng huyết sát yểm ma đang ngọ nguậy bên trong, ngưng tụ thành hình người. Như là một cái phảng phất bị lột ra người hình người, huyết thủy tự thân bên trên mỗi một chỗ không ngừng chảy xuống. Hiển nhiên một cái huyết nhân, mà lại là một cái mơ hồ huyết nhân, có đầu, có hai tay, có hai chân. Nhưng trên mặt không có cái mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, chỉ có một đôi lục sâm sâm đôi mắt. Để người dùng mình, khiến người buồn nôn muốn ói. Mấy cái rác rưởi nhân loại, bằng các ngươi điểm này đáng thương thực lực, cũng dám không nhìn ta. Huyết sát yểm ma tận thả ra khí tức của nó, lấy cường hoành chi thế bách hướng mọi người. 8 sao sơ kỳ. Khí tức cường độ cùng huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão tương tự, là 8 sao sơ kỳ. Mọi người nhất là Tiêu Viêm cái kia khẩn trương, mà thấp thỏm tâm rốt cục định xuống tới, lòng tin đột ngột tăng. Chỉ là 8 sao sơ kỳ, chỉ cần không dưới nước, liền có khả năng chiến thắng nó. Mọi người chưa hề cùng chân chính 8 sao ma thú giao thủ qua, trước đó hủ cốt quỷ phượng chỉ là chuẩn 8 sao.
chuẩn 8 sao cùng chân chính 8 sao sơ kỳ, nhưng có lấy chênh lệch không nhỏ làm sao tới lòng tin đâu. Là đến từ Tiêu Viêm, đối mặt huyết sát yểm ma 8 sao sơ kỳ khí tức cường đại, Tiêu Viêm lông mày không nhăn. Sắc bất loạn, còn triệt hồi đấu khí vòng bảo hộ, giống như đối mặt không phải một cái 8 sao sơ kỳ ma thú, mà là tại đối mặt một cái cùng hắn thực lực tương đương ma thú. Tiêu Viêm đều tin tưởng như vậy, mọi người đương nhiên tin tâm tăng gấp bội. Cái này chính là lãnh tụ tác dụng. Mà Tiêu Viêm lòng tin thì lại đến từ Trạm lão. Trạm lão cuối cùng nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, nói thật. Cái này huyết sát yểm ma đối với các ngươi đến nói thực lực quá mạnh chút. Huyết sát yểm ma đều rất mạnh. Nhưng ta vẫn là rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Tiêu Viêm tin tưởng, Trạm lão nhất định sẽ mật thiết chú ý bọn hắn cùng huyết sát yểm ma một trận chiến này. Tiêu Viêm không có trông cậy vào Trạm lão giúp hắn, nhưng đã Trạm lão nói chờ mong biểu hiện của bọn hắn, nói ý vị hẳn là bọn hắn cũng không phải là không có chiến thắng cái này huyết sát yểm ma khả năng. Mà lại, cho dù chiến không được, Trạm lão tổng sẽ không nhìn lấy bọn hắn chết ở chỗ này, giúp bọn hắn chạy trốn. Mọi người thi triển ra đoàn đội đấu kỹ nghiêm chỉnh mà đối đãi lúc, huyết sát yểm ma mặt phía dưới đã nứt ra một đầu lỗ hổng. Từ bên trong nhô ra một đầu thật dài lưỡi máu liếm láp giống như miệng lỗ hổng, buông thõng máu me nhầy nhụa chất nhầy. Dạng như vậy, phảng phất thấy được âu yếm đồ ăn. Kỳ thật, cái này huyết sát yểm ma từ huyết sát thủy vực chỗ sâu hiện thân ra, cũng không phải là Tiêu Viêm một đám trải qua quấy rầy nó, cũng không phải là bởi vì cự tích bầy ma thú xâm nhập nó lãnh địa. Ngay cả Trạm lão đều không hiểu rõ, huyết sát yểm ma thành ma hậu sẽ đối với nhân loại đấu đế huyết dịch có gần như nghiện ham mê. Đợi tại cái này ngăn cách địa phương, cái này huyết sát yểm ma đã quá lâu không có hút đến nhân loại đấu đế huyết dịch. Sở dĩ, khi Tiêu Viêm một đám một xuất hiện tại huyết sát thủy vực trên không, nó liền ngửi được nhân loại đấu đế hương vị của máu. Khiêu chiến thực sự chịu không được huyết sát yểm ma bộ kia buồn nôn bộ dáng, nhịn không được hướng huyết sát yểm ma giơ lên ngón tay giữa. Cái tư thế này hắn vẫn là cùng Tiêu Viêm học được. Huyết sát yểm ma mặc dù không minh bạch khiếu chiến cái tư thế này ý tứ chân chính, nhưng nó biết nhất định không phải tốt ý tứ, tối thiểu nhất không có cung kính hàm nghĩa. Vốn định chậm rãi trêu đùa mọi người, ánh mắt nó âm trầm xuống, máu tươi đồng dạng đỏ tươi, cơ thể cũng biến thành đỏ sậm. Một tiếng đã không giống người lại không giống thú gầm nhẹ từ thân thể nó bên trong phát ra, trên người của nó đã tuôn ra đặc dính huyết vụ, lập tức tại một trận nhúc nhích bên trong hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm khỏa thân. Áo giáp màu đỏ ngòm bên trên thế mà còn có quỷ phù một dạng phù văn. Cùng lúc đó, huyết sát yểm ma đưa tay phải ra hướng về khâu trung một nắm, một thanh khắc rõ đồng dạng quỷ phù phù văn kiếm rơi vào trong tay. Kiếm dài 4 thước có thừa, kiểu dáng cổ pháp cũng không sắc bén mũi nhọn, có nặng nề cảm giác. Cái này chính là huyết sát yểm ma đặc hữu khống huyết công bên trong phù giáp thuật cùng phù kiếm thuật, lấy máu ngưng phù, lấy phù tụ khí, uy lực bất phàm. Mọi người không hề động, lấy yếu chiến mạnh, lại đối với thủ đoạn của đối thủ một chút cũng không hiểu rõ, lấy tĩnh chế động là tốt nhất sách lược. Huyết sát yểm ma hướng về phía dưới bổ ra kiếm phong, một màn sóng nước mà lên, dương lên không trung. Lực chú ý của chúng nhân đều bị sóng nước hấp dẫn lấy. Không nghĩ tới, sóng nước chỉ là huyết sát yểm ma yểm hộ thủ đoạn. Tại sóng nước che lấp lại, huyết sát yểm ma mãnh liệt bắn xuất thủ bên trong phù kiếm, nhanh như tránh bắn về phía trong đám người thực lực yếu nhất khiêu chiến. Giảo hoạt như thế. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 47 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.